Trong quá trình vận động tranh cử, Phó Tổng thống Kamala Harris nhấn mạnh công việc trước đây của bà khi còn là công tố viên, ủy viên công tố quận và tổng trưởng lý California. Tôi đã cùng cảnh sát, biên phòng, chui xuống những đường hầm ngầm xuyên qua biên giới Mỹ-Mexico. Tôi đã truy lùng các băng nhóm xuyên quốc gia, các tập đoàn ma túy và những kẻ buôn người xâm nhập trái phép vào đất nước này. Hết lần này tới lần khác, tôi đưa chúng ra trước vành móng ngựa và tôi đã chiến thắng. Khi còn đương chức, cựu Tổng thống Donald Trump đã xây dựng hơn 80 km tường biên giới mới, giảm mức trần hàng năm về tiếp nhận người tị nạn xuống mức thấp lịch sử và thực thi chính sách tách trẻ em khỏi cha mẹ. Tháng 11 này, người dân Mỹ sẽ xem xét những thành tích này và họ sẽ nói, này bà trùm vùng biên Harris, thành tích của bà quá tệ, bà là nỗi ô nhục của nước Mỹ, bà bị sa thải, hãy biến đi, bà bị đuổi rồi, đi ngay. Nhập cư là vấn đề nóng trong cuộc bầu cử tổng thống lần này. Một cuộc khảo sát của Chicago Council cho thấy 50% số người được hỏi nói rằng số lượng lớn người nhập cư là mối đe dọa đối với Hoa Kỳ. Mặc dù vậy, chỉ hơn một nửa số người Mỹ ủng hộ bức tường biên giới và việc sử dụng quân đội Mỹ ở biên giới Mexico, nhưng hầu hết đều phản đối việc trục xuất hàng loạt người nhập cư không có giấy tờ. Vì Quốc hội không thông qua cải cách nhập cư, nước Mỹ vẫn phụ thuộc vào các sắc lệnh hành pháp để giải quyết vấn đề này, bất kể ai đang nắm quyền. Với bối cảnh chính trị hiện nay, đây là một địa hạt rất khó khăn bởi vì những sắc lệnh hành pháp gần như lúc nào cũng sẽ bị kiện. Bên cạnh đó, Quốc hội lại không sẵn sàng hành động. Bà Harris cam kết ủng hộ luật an ninh biên giới, nhấn mạnh vai trò của ông Trump trong việc hủy bỏ dự luật lưỡng đảng của Thượng viện hồi đầu năm nay. Ông ấy đã hủy bỏ thỏa thuận lưỡng đảng vì cho rằng nó sẽ giúp ông ấy giành chiến thắng trong cuộc bầu cử. Điều này cho thấy Donald Trump không quan tâm đến an ninh biên giới. Ông ta chỉ quan tâm đến bản thân mình. Vì vậy, đây là lời cam kết của tôi với bạn. Với tư cách là tổng thống, tôi sẽ mang lại dự luật an ninh biên giới mà Donald Trump đã bóp chết và tôi sẽ ký đưa nó thành luật. Các đồng minh trong đảng Cộng hòa của ông Trump đã thúc giục ông tập trung vào các lĩnh vực mà họ tin rằng ông có lợi thế hơn bà Harris, đặc biệt là vấn đề nhập cư. Ông tiếp tục kêu gọi trục xuất những người di dân không có giấy tờ và chỉ trích chính quyền Biden-Harris vì đã có chính sách mà ông gọi là mở toang biên giới. Với lá phiếu của bạn, lạm phát sẽ dừng lại, di dân bất hợp pháp sẽ bị trả về, họ sẽ không đến và chúng ta phải ngăn họ lại. Các bạn có thấy bà ta nói, ô, chúng ta từng có một đường biên giới rất vững chắc, đúng ra là họ có biên giới tệ nhất trong lịch sử thế giới. Lực lượng biên phòng Hoa Kỳ đã ghi nhận khoảng 130.000 cuộc vượt biên trái phép, tăng từ khoảng 104.000 trong cùng kỳ năm 2019, năm cuối nhiệm kỳ của ông Trump trước đại dịch, nhưng giảm so với mức cao nhất là hơn 300.000 vào tháng 12 năm 2023.